Hà Nội mịt mù khói bụi thời điểm hoàng hôn. Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo, trong 2 tuần đầu tháng 11, chất lượng không khí tại Hà Nội có xu hướng diễn biến xấu. Nồng độ 25 tăng dần qua các ngày, đặc biệt tăng cao vào nửa đêm và đầu giờ sáng các khoảng thời gian lặng gió và hiện tượng nghịch nhiệt dễ xảy ra. Đặc biệt vào ban đêm, không khí càng xấu đi. Hoặc thời điểm đầu giờ sáng cũng là lúc không khí ở Hà Nội xấu nhất.